chào các bạn. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt trên một bản vùng cao của đồng bào người Mường. Hôm nay thì mình sẽ quay và chia sẻ với các bạn một cái đám cưới của bà con người Mường ở đây. Buổi sáng hôm nay là khâu chuẩn bị các bạn ạ. Gia đình nhà chủ ở đây có thịt bò, thịt lợn và chuẩn bị các thứ cho bữa chính. Bữa chính thì diễn ra vào ngày mai, 120 mâm và ăn chia thành hai lượt các bạn ạ. Một lượt buổi sáng 60 mâm và buổi chiều 60 mâm. Và ngày hôm sau sẽ là ngày chính thức là đón cô dâu. Bây giờ thì anh em trong gia đình và bà con hàng xóm đang chuẩn bị công tác hậu cần ở bên trong này rồi. Xin mời các bạn theo dõi hết video của mình để trải nghiệm đồng hành cùng với mình nhé. Và 2 năm trở lại đây các bạn ạ, do dịch bệnh cho nên là tất cả các đám cưới ở quê mình ý, thông thường thì được tổ chức rất là gọn các bạn, chỉ 3 thì 5 đến 7 mâm thôi, không tổ chức lớn được. Hy vọng rằng cái đám cưới này sẽ trọn vẹn để mình có thể quay cho các bạn xem. Ngày đám cưới ở đây là nhà chủ là gần như gạo với rượu là không phải nấu nữa. Nhà anh em xung quanh thì giúp mỗi nhà 10 lít rượu với một yến gạo đấy nhá. Xong đám cưới là nhà chủ tha hồ rượu với gạo để bán. Đây đang chuẩn bị thịt bò các bạn. Bò con bò được này. Chuyên gia mổ bò mà. Chơi kiểu này cơ. Đây tấn công hay sao ấy? Mắc trần. Nó quẩn thêm chứ, đúng là bò. Đây sang đằng kia. Này thịt lợn đấy các bạn ạ. Bò xuống đến đây rồi các bạn ạ. Này chú rể đây. Bên trong này thì đang thịt lợn các bạn ạ. Cái này để cho làm cái gì cô? Này để đúc rồi. Vâng. Đúc rồi là mai ăn cỗ ăn rồi à? Không, cái này chỉ đúc cho anh bạn mình thôi ạ. Ăn cỗ thì mình chả ăn đến lòng đâu. Vâng. Ơi, cỏ như vậy à? Ba tuần đây dầu cỏ. Thế cái rau bao này cũng ăn cỗ phụ được quá, cô hay là ăn chín? Rau bao này thì cũng ăn tối rồi ạ, ăn bạn rồi, còn sáng mai mình ăn măng. Ăn măng khô đúng không? Chính ăn cỗ thì mình ăn măng. Chính mà mất phong bì đấy là phải ăn măng hay đúng không? Đây có nồi măng khô đây.
À, đây chú rể đây. Cái này là giúp phải em? Giúp đúng không? Anh em họ hàng giúp đỡ này. Thế là bao nhiêu can nhỉ? 2 4 6 8 gần gần 20 nhỉ. Thế liệu có uống hết không? Đây nhá các bạn nhá, cái rượu là anh em họ hàng giúp đây này. Đấy, ví dụ như là đây là ông Mai là 20 lít này, còn lại này mỗi nhà 1 lít cả gạo nữa nhỉ em nhỉ. Đây này gạo đây này. Đấy, bên này là gạo này. Từ cái đồ thực phẩm thì Mai để ăn các bạn ạ. Cổ. Các bác đang lọc thịt bò, mổ bò. Cái này ta. Cái này là cái chim của nó các bạn ạ. Ăn tối luôn nhỉ bác nhỉ cái này nhỉ. Cà. Đây này súng đấy, súng đấy. Con to. Hàng lên nào. Chuyện này cái đoạn non cũng lọc phải anh? Có chứ. À, thế là chỗ non là mới chuẩn chứ. Vâng, nhưng mà vẫn phải lọc qua cái kia nhỉ? Hay là non không phải lọc nữa anh? Thế các anh lại làm khác chỗ em. Cái đoạn này bọn em là không lọc đâu. Thì chỉ lọc cái ở trong dạ dày này thôi. Ví dụ mà lấy thêm ấy, vâng, làm thẳng luôn thôi. Thì thoảng nó còn nghe cới cãi đây. Đây là công đoạn lấy pịa các bạn ạ. Vâng. Cái đoạn ruột thừa này có lấy không anh? Có. Vâng. Đoạn này cứ lấy nhưng bỏ một đoạn đâu ấy. À. Cái già quá bỏ. Già quá bỏ. Vâng vâng. Đây ở quê mình là thịt bò là vậy, phải có cái món này. Miền xuôi thì mọi người hay chấm với cái tương bần. Nhưng mà mình chấm ở đấy nó lại không hợp nhỉ anh nhỉ? Không ngon. À, không ngon. Ôi giời, đấy. Đoạn bỏ đây. Đúng rồi. Tắt luôn anh nhé. Đây này các bác còn phải qua một công đoạn lọc nữa. À, cái này mình cũng làm cái chấm của ấy luôn nhỉ anh nhỉ? Cái chấm của bộ cơm chính luôn đúng không? Bữa chính luôn nhỉ? Đấy, làm luôn đấy. Vâng, vâng. Đấy, thịt bò chấm cái này đấy. Nó đặc sản của dân tộc ấy. Đúng rồi. Vâng, nó... Vâng, đúng rồi. Đây để cho các anh làm nha các bạn nha. Bây giờ vào trong để xem cái thịt bò lọc này. Tối nay chắc chỉ ăn cái lòng thôi nhỉ anh nhỉ? Vì là mình là giúp việc mà đúng không? Để làm tí nụ món về ăn chứ. À. Ôi ra đây mất rồi anh ơi. Ôi. Bây giờ là lọc thịt bò đây, còn thịt lợn với thịt gà là mang ra hẳn ở suối rồi. Ôi cả cảng là thôi. Nặng nhỉ. Đập rồi chứ. Vâng. Đây riêng này là chắc là nộm thịt bò quá. Đó chị. Thịt bò với lại anh chiên lợn. À đúng rồi, thịt bò với thịt nướng. Covid đâm ra là các chị xinh gái lắm nhưng mà đeo khẩu trang đâm ra là chả nhìn thấy ai ra mặt ai đâu. Đeo khẩu trang nó đúng mùa Covid. Vâng. Còn chị này giờ không chờ Covid đâu, chờ ông Covid. À. Nó quay về được anh chưa? Nó quay về. Anh Vinh đang thái cái món nộm buổi tối. Em tưởng là ăn nháp thì mình chỉ ăn nguyên lòng thôi anh. À. Thế là mình vẫn được, mình vẫn là ăn sang đấy anh nhỉ? Vẫn có thịt bò ăn nháp. Nhưng mà làm sống luôn hả anh hay là nào? Sống luôn. À. À thịt bò nộm thái nộm sống luôn nhé. À, mình cho thêm cả cái bóng rượu nhỉ anh nhỉ? Bóng rượu. Cái bóng rượu. Nó khác với chỗ mình nấu các bạn ạ. Là anh em chúng em dưới là nấu là cho giấm mẻ thôi. Vâng. Giấm mẻ này. Đây lại cho cái bỗng rượu. Chắc là nó hơi thơm hơn nhá. Đấy, xanh lư luôn. Nộm pịa là mình ăn ngày mai với lại tối. Đấy nhỉ anh nhỉ? Đây là cái thịt lợn các bạn ạ. Chả biết mổ tận đâu chứ anh nhỉ? Thằng nào đây mình để mai đấy chứ anh?
À, làm ít tối ăn đây. Lợn để làm ít. Nửa thịt bò, nửa thịt lợn là ăn gọi là cỗ chuẩn bị nhà anh nhỉ. Lợn rất là nạc nha các bạn. Lợn nhà chủ là chuẩn bị trước rồi. Có việc. Chuẩn bị từ năm ngoái. À, nhưng do dịch phải không anh? Lợn bò ấy. Lợn nhà nó còn rồi, chúng có lấy không? Không lấy à? Không lấy thì tối làm hết món này chỗ này anh. Hết, chỗ này yến đấy. À. Bảy cân nào? Bảy cân luôn. Đây làm hết chỗ này nhé. Cái này là tối ăn nhá anh nhỉ? Toàn bộ dạ dày với sách xiếc các thứ ra. Tối chiến hết đi. Đây hẳn nồi, bên kia là nồi thịt luộc nhé. Chín chưa anh? Chưa. À. Cái này chỉ có cho thêm gia vị gì không anh? Cái này. Có chứ, thì cho những cái mỡ cái này. À, cái mỡ rồi ruột riết các thứ cho ít ở đây gì anh. Thế vẫn giữ chỗ em đây. Đây chưa, lúc nào nó phải hết cái bọt này. Em nghĩ làm gì nó hết được nhỉ? Có chứ, nói chung là nó hết đây. À. Đây này các bạn này, cỏ nó còn dính ở trên cái mép. Cỏ non. Cái này lúc nãy có vật dạ dày không anh? Vật dạ dày không? Có chứ. À. Có cái đấy đúng không? Lúc nãy này không quay được cái đấy. Cho thêm không cho gừng với tỏi đâu nhỉ anh nhỉ? Không, cho tùy cho giềng. À. Giềng. Lại cho giềng nhỉ? Giềng. À, giềng xay. Nồi pịa gần như sắp đầy các bạn. Đây, ngổn ngang thịt. Đây là cân thử để tính mâm à anh hay là nào? Ừ, tính thử con bò này. À. Đây đang cân để tính thử bò. À. Cân. 9 cân. Bao nhiêu? Tôi kia bao nhiêu? Cân 1 cân chân. 1 cân. 50. 9 cân. 92 cân. 92 cả cái này nữa anh ạ. 102 cân. Cả da. Đây là con bò này một tạ thịt. Cho làm tạ thịt. Tạ thịt không biết là đủ 100 mâm cho hơn 100 mâm các bạn. Còn thịt lợn kia, thịt gà bên này kia. Thịt gà đây, thịt lợn đây. Ờ, ông nào ăn phải cái miếng mỡ đấy là nuốt trả xuống này. Đây là càng ngoáy nó càng ấy lên này, nó sắp đầy này. Nổi lên này. Nhiều người nấu không? Tiếc quá nhỉ. Không phải nó hứng lên gì hứng mà. Chàn. To lửa quá. Thơm. Ơi, cho cả cái gì giùm anh? Đây bây giờ. Đấy, bên này mới phải có cái này chứ. Đổ cái nếu mà nói theo ở quán người ta gọi là xôn xáo đấy, là những cái phần thịt nó thừa. Đấy, dưới mình hay cho cái ruột non này, ruột này nhỏ nhỉ? Đây có ít mà. Có ít ruột non với mỡ mấy các kiểu bạc nhạc. Này bây giờ xơi ra là làm tạm bát được rồi đấy. À, ngon đấy nhỉ anh nhỉ? Ăn tạm được thôi đúng không? Cái giống này nó cũng không phải luộc kỹ. Chín quá dai. Vâng, chín quá dai. Hai tùm à? Mấy tùm chứ? Cái này là cái ruột non.
Cái đấy chắc không ăn đâu nhỉ. Vứt chỗ nào em nhặt nhá. Để gần gần chỗ ô tô. Chắc cái đấy chín rồi, dài mất. Sao không cho ra luôn hết anh? Để kín. À. Chỗ dài hay sai chứ. Cái khổ như gan người ta ăn thịt lợn này các bạn này, quay cho các bạn xem tí lợn cực kỳ ngon luôn, ba chỉ mà nó nạc như này. Để cho mổ với chủ mai thôi. Cho chủ đó. Bà cứ đi đi, bà cứ đi đi. Đây là thao tác xay giềng. Để nộm thịt bò. Đúng rồi. Nộm cái gì cũng nộm được mà. Nộm thịt cũng nộm được chị nhỉ. Mỏi tay không chị? Có chứ. Nó đi ra ngoài này không kiểu quá. À, chị có uống được không? Có, uống được tốt. Cái này là lo, nó lại ăn. Chứ nhóc cái đi là dùng mày làm gì á. Em thấy phẩm phẩm đây là. Tại cối nó nhỏ. Nói chung là các chị dã cối vẫn kém nhà anh nhỉ. Chủ yếu là con trai mới dã được rồi. Con dã cối thì thấy mà cho nó hồn thấy là mắt rồi. Thấy thì thấy to củ. Đây là cái lá vón vén các bạn ạ, mình sẽ nộm mấy cái thịt bò sống canh đang thái ngoài kia. Hái ở đâu ấy chị con? Này hái được. Hái nào? Cái lá vần vén này này, vén váy này này. Đấy, đâu chứ mai ở dưới này. Dưới này trên này nhiều và lá này ăn không có. À. Lâu lắm rồi. Chocolate. Ui cay quá. Chết cả người đó. Ngon nhờ anh nhờ. Ôi cái này thì ngon tuyệt vời. Cái này amo rồi. Em không đấy nhờ. Em không đấy cái này. Toàn bộ lòng của con bò các bạn. Con bò một tạ thịt lòng nó ít nhỉ. Chị đập phụ. Ta nào cười đi ạ. Ô đời ngàn đi là nhu ôn. Ho chứ nhây. Dạ chà mò nhây phụ. May luôn. Đến đó là có chữ chinh vào đó. Đây là cái sách nhá. Cái sách bò thì nó như này như cái như này. Không biết chưa được. Ôi nó cũng vê được quá. Tay nó này. Ờ dương đẹp ta pa đám luôn cũng về tay đi giờ lát nữa thì cho qua về là vừa rồi. Cái này mỡ đấy chứ nhỉ. Mỡ này. Ừ đi cho qua về được quá. Lúc qua về được quá. Mỡ này cũng không cho lại cho gì chán quá đâu quá. Bò sao nó bé chứ. Giặc lát thì dòng lúc qua về là cần mua lại luôn ạ. Nhìn nó ngon ngon rồi. Phổi nó đánh tới canh hết rồi anh Vinh. Canh hết rồi. À. Ớt. Tiết canh bò. Cái đấy là hạt tắc hìa anh. Hạt tắc hìa hạt rồi. Hạt rồi. Hạt rồi. Món này là sống hoàn toàn nhé các bạn nhé. Tươi rồi rói luôn. Đây. Quay trực tiếp luôn. Vâng. Cho vón vén vào là xong đúng không? Cái này là cái gân nướng để ăn. Cái gân đi các bạn, đây này cái gân gân bò. Vẫn vén chưa cho đâu gì anh. À rồi. Ướp ngấm gia vị. Nếu
Cái đấy mà cho củ nâu và thành nộm nâu luôn đấy nhỉ anh nhỉ? À đúng rồi. Thì nâu nó phải là thịt lợn thôi cơ. Nó thâm đúng không? Đây cái này mới ngon này. Em sợ cái này dai ấy anh ạ. Nè. Vâng. Còn cái này thì nó là ấy cho là mấy ấy nhỏ chứ quá. À thái nhỏ thái nhỏ. À. Cái ruột non này nó vẫn còn bay phèo ra nhỉ. Vẫn còn bột bột này. Đúng rồi. Chúng là nhỏ nhỉ? Này đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao này. Chào món mì lá gì rồi. Này. Cái đầu của nó này anh em lộn ra này. Này chắc ăn sướng lắm. Các ông có ăn bỏi không? Ai chà. Chị sao chưa ăn quay po chưa quay lại là quay cái mức cười bao giờ có thuần đấy nhá. Cho hai cái hòn đi trước đội là ôi chưa chín rồi chưa chín à. Ôi mỗi người mà vài miếng là vẫn được chín chín rồi chưa được cái bo lại được. Thịt nó thì ăn sống được nhưng mà cái bộ phận này này theo ổn mấy nhỉ anh nhỉ? Quả đấy thì chín rồi. Nước trà này. Thái quả ra đi. Cái này không tại không thái ra. Thịt. À, cái này em tưởng là mình chấm vậy luôn nhưng mà vẫn là nộm riềng ấy nhỉ anh nhỉ? Thế ăn ngon quá nhỉ? Riềng à? Riềng. Cái này có cho bọn em không anh? Không. Cho bạn nó đấy. Thì cho vào cái thịt sống rồi. Trương ơi. Chị nói đâu? Chị bảo đưa rồi. Tôi gọi công nghệ đấy. Mẹ bếp của chị. Cảnh nhớ. Chắc là buộc lên cái trên này. Cái gỗ được. Cái này là buộc để đây luôn hả bác? À hay nhỉ. Thế mình không để tủ lạnh nhỉ bác nhỉ? Để tủ lạnh như vấn đề nhưng không hết. À. Bây giờ nó để à? Này mà để ở đây mà ví dụ mà tối mà không để ý thì ông nào ông xẻo cho mọi người trông chứ. À. Sợ tối xách chỗ này đi uống em việc. Vâng. Mày ăn mà uống rượu thì ông nào ông xanh mất thì người ra trong thay nhau. À. Có cái bếp ga cho là ngồi sẵn đấy anh nhỉ? Thì thoảng buồn ngủ làm miếng. đây cái thịt bò treo đây. Đúng ra là các bác cũng để tủ lạnh nhưng mà nó đầy quá. 20 bát. Món này ngon đấy anh nhỉ? Món này ngon đấy. Món này là mình chưa được ăn bao giờ. Đám cưới này mổ bò mới chỉ có món này đây này. Vâng. Tươi. Ngon. Nhưng mà mai khách là không có đâu anh nhỉ? Đúng không có đâu chỉ ăn gia đình hôm nay. Gia đình. Chắc cho hết luôn này anh nhỉ? Cho hết luôn đây. Đây là 10 mâm phải không anh? 20 mâm. À? Cho cái lá này nó chua và đâm ra nó khử hết rồi anh nhỉ? Hay của mình cũng nâu ấy. Vâng. Dạng như gỏi đấy. Đông luôn nhỉ anh nhỉ? Đông là mầm luôn đó. Ra còn phải biết đấy, không phải nói nha. Đừng nói nhiều nhá. Nhất là tại sao? Để chuẩn bị
làm mâm lên mâm các bạn. Cỗ lá nha. Lắp hai cái hạt cái bạn lão mày có anh kia để hai cái hạt ở đấy ba cái hạt lắp hai hạt này cật mẹ cái đầu nó rồi mày này chia vào những đoạn đang đấy mọi người biết cái này là cái gì đi đêm cho lắm à. Đi đêm lắm có hôm thì gặp ma. Đây. Mất đầu như chơi thế này. Đây là hôm nay chiến đấu đúng không anh? Không có gì thay đổi là tầm 15 phút nữa là. Vâng, đây đây. Nhưng mà còn dồi lợn thì như không ăn nữa. Không không không. À. Chưa làm mai. À. Chưa làm thì đi phần đi phần thôi. À. Ba món chính các bạn ạ. Ngoài ra thì còn có tiết canh này, rau phụ phẩm các thứ nữa. Anh Vinh có tự tin không đấy? Tiết canh bò nó không dễ như tiết canh lợn đâu nhá. Đây là hai quả cà của nó thái ra. Hai quả cà đấy, cả cái cần luôn. Nó màu vàng anh nhỉ? Nhìn đẹp hết đấy, bắt mắt. Cháu lắm muối rồi mà từ máy lên nó này thì muối rồi. Đây, nó đúng không quá? Đây là cái phát là đi chơi. Đây là phát nó sao rồi? Nó bỏ rồi. Sao biết? Thôi rồi thôi, thà nó lát cho nó muối rồi là. Thế là vậy thôi. Cái này mai mới ăn đấy chị. Mai mới ăn, mai nấu mang khô. À. Đảo sẵn à? Đảo sẵn. À. Ấy. Bình tĩnh. Cái lá hải còn có ta nói cái giá còn ấy chắc có hiểu quá. Hả? Đó có gì đó. Chắc phải hai ba nồi nhỉ? Rồi cái này hai nồi ạ, chắc là hai nồi. Đây 30 con rồi. Hai nồi. Cái hả tươi mù rồi. Gà này là chuẩn bị cho ngày mai thôi.
đây thôi. Ăn về để dành mai đấy anh nhỉ. Đây là cái món nằm pịa không? Nhiều cái nhỉ anh nhỉ, có nhiều cái nhỉ. Pịa dân tộc còn cựa nhá. Mỗi mầm một bát. Mật bò. Mày nét thế nhỉ? Chắc phải chia nhau anh nhỉ? Trời ơi, đốm bọc quá. To được quá, xà cỏ đã yên tâm đi. Cảm ơn. Cái này mới chống Covid đây anh nhỉ, anh Vinh nhỉ? Đấy, đúng rồi đấy, chống Covid mà. Quá chuồn luôn. À, mật bò này lại màu nó lại như kiểu là mật ong bạc hà anh nhỉ? Anh nhỉ? Cái xanh thế. Này, cho anh này. Cái này là cà bò nhá. Nước. Đọc cho rượu này đi. Anh uống đặc hay là uống thế nào ấy? Làm nào nó cả đáng tí. Bóp vỡ là được nhỉ? Thật à, quá. Rau này mình ăn bên kia. Anh làm gì không? Em uống rượu trắng thôi. Dược. Làm tí mật yêu lỗ. Rồi em làm tí được. Làm tí bò này liệu đấy. Mời đi. Rồi. Em mời các anh nhá. Mời đại gia đình nhá. Mời mọi người chiến đi. Rượu này toàn là rượu giúp ấy nhỉ anh nhỉ? Rượu là bà con giúp xung quanh. Anh em trong gia đình. Vâng. Anh ơi ăn. Dùng đi nhỉ? À, dùng đi anh, dùng đi. Là món này chấm thử thế nào? Em thích nhất cái dạy cái gì? Cái sách. Đây mình làm thử cái tai tái này xem nào. Cái cán lầu đấy. Miếng thịt bò nó còn đỏ hòn, tươi luôn. Mai là mổ một con. Mai lại mổ anh. Cái kia em mổ cũng được. Ai à, ngọt là nhọ, ngọt hết đấy. Có tí mỡ nó bùi bùi em. Hey, mời các bạn nhé. Chết đi. Chủ kênh Hùng Yến YouTube. Chết được thế nào? Ngọt nhỉ? Này về chắc phải học ấy. Về làm ẩm thực kiểu thịt bò. Em mời anh nhé. Chúc khỏe anh. Đấy, hôn này. Mày anh. 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 Đắng ngậm hơn. Ừ, đắng đậm hơn, dễ chịu hơn anh ạ. Thế mà chẳng bắt bắt thêm tí nữa anh nhỉ? Tí nữa đỡ loãng anh. Thôi phải đảo thêm tí đi. Đảo thêm cho nó chín tí, cứ chanh vào những cái chanh này. Đấy, ăn kiểu này mình thấy nhỏ quá ấy. Ăn tại sao thì... Đầu phết nè. Canh bò. Làm đi mời các anh chiến đi. Vâng, mời anh em đi. Ôi, vội thế nhỉ, làm chén mừng chứ. Không, tí sát khuẩn sau cũng được. Tí khử trùng, khử trùng. Cái chanh này cho vào vỏ vào. Đúng rồi, em có tí. Làm đi em. Làm đi, đây đây đây. Cái này chiếc của cháu. Anh làm thuốc mà. Ừ.
Nhưng mà thuốc nhiều quá. Cái gì? Mùi gừng ạ. Mùi gừng ấy. Gừng là gừng gió không phải gừng gió. À. Nó hơi hắc nó cứ vậy. Nhưng mà chả sao đâu. Vâng. Trước nhà gái có những cái xe nước.